Vừa qua, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có quyết định đưa lễ hội truyền thống từ Lương Sâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Di tích lịch sử Từ Lương Sâm được suy tôn là Từ Cả, nơi đứng đầu phụng thờ Đức Vương Ngô Quyền. Hiện Từ Lương Sâm còn lưu giữ được nhiều cổ vật quý như câu đối, bức đại tự, 45 sắc phong, cọc bạch đằng, được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1986. Lễ hội Từ Lương Sâm được diễn ra trong ngày 14, 15 và 16 tháng Giêng hàng năm tại phường Nam Hải, quận Hải An, nhằm tưởng nhớ Ngô Quyền và chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938, với hình thức các địa phương rước kiệu trầu, nghi thức tế, lễ truyền thống, liên hoan văn nghệ, kéo co, bóng chuyền, các trò chơi dân gian. Vừa qua, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã khởi động lại sản phẩm du lịch mang dấu ấn đặc trưng, tái hiện đêm phố cổ Hội An đầu thế kỷ 20, sau thời gian tạm ngưng vì dịch bệnh. Diễn ra trùng với dịp Tết Nguyên Tiêu và ngày lễ Valentine nên các hoạt động của đêm phố cổ đầu tiên năm mới Nhâm Dần 2022 như hát dân ca, thư pháp, trò chơi bài chòi, cờ tướng, đêm thơ, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, khiến du khách như đắm chìm vào nét cổ xưa cùng ánh đèn lồng hoa đăng lung linh trên sông Hoài thơ mộng. Từ sau Tết Nguyên Đán đến nay, mỗi ngày phố cổ Hội An đón hàng nghìn du khách đến tham quan. Các hoạt động trong đêm phố cổ và Tết Nguyên Tiêu Nhâm Dần cũng đã thu hút một lượng lớn bà con và du khách về dâng hương, xin lộc,